Đây là tình trạng mà rất nhiều xe ở Việt Nam gặp phải anh em ạ. Chính là cái tình trạng mà bị cái ố mảng dầu như thế này. Nó khiến cho cái tầm nhìn khi mà chúng ta quan sát ấy, nó bị hạn chế rất nhiều. Đồng thời là nước nó bám này, nhìn rất là ghê. Và ở đây thì chúng tôi có một bộ sản phẩm này. Nó sẽ xử lý triệt để vấn đề này luôn. Đầu tiên ấy, chính là cái dung dịch để tẩy màng dầu. Cái này nó sẽ được chiết xuất từ ceruloxit tinh khiết, chuyên để dùng đánh bóng thấu kính quang học ấy. Trước tiên nó sẽ tẩy hết cực kỳ sạch sẽ, ngon nghẻ trong vắt kính luôn. Và sau đó thì sẽ có một lớp để phủ chống bám nước. Thì bây giờ mình sẽ thao tác thực hiện và anh em hãy cùng chờ kết quả ngay trên chiếc xe này xem hiệu quả ra sao nhá. Phải nói đây là thiết kế rất thông minh và thuận tiện anh em ạ. Dung dịch thì ở dưới này, mở cái nắp ra nó sẽ có sẵn phần mút và mình chỉ việc đổ một chút dung dịch lên đây vừa đủ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đánh lên kính nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xả sạch lại cái nước nha. Anh em nhìn chưa? Thấy rõ ràng sự khác biệt chưa? Mà một trời một vực. Đấy, sau khi mà sạch sẽ như thế này rồi thì chúng ta sẽ đến bước chăm sóc thứ hai. Đấy là sẽ phủ để chống bám nước. Cái sản phẩm phủ của Vafi đến từ Naotech này nó sẽ khác hầu hết các sản phẩm phủ chống bám nước khác trên thị trường. Vì sau khi phủ ấy, nó sẽ tạo cho anh em một cái màng ba lớp luôn. Đầu tiên là một cái màng cố định kiểu thủy tinh này, rồi là màng silicone biến tính, và đồng thời là nó sẽ có cả cái màng nhựa đó nhá, màng nhựa nữa luôn. Rồi cách phủ thì vẫn đơn giản vậy thôi. Đấy. Anh em sẽ bôi dung dịch vừa đủ lên đây này, đều tay. Phải nói cái này rất tiện dụng luôn, mình chỉ cần đưa một lượng nhỏ ra cái nó có sẵn mút rồi, anh em chỉ việc thao tác làm tại nhà cũng rất thuận tiện. Trung bình phủ như thế này ấy, thì nó sẽ giữ được tương đối là lâu và nó cực kỳ hiệu quả trong cái kiểu thời tiết mà nó dính nhiều mưa như bây giờ, chắc chắn là sẽ sướng mắt hơn rất nhiều. Rồi, sau khi mà anh em phủ đều tay thì chờ giúp mình khoảng tầm 5 đến 10 phút. Sau đó chúng ta sẽ lau sạch lại bằng khăn khô nhá. Sau khi chờ khoảng 5-10 phút thì anh em lấy khăn mềm, khăn này là cũng được tặng kèm luôn nhá. Và bây giờ thì việc của chúng ta là lau thật kỹ. Anh em nhìn nhá, để xem kết quả của việc chống bám nước như thế nào. Quá là tuyệt vời. À, từng hạt nước tròn nhá, lăn rất là nhanh luôn. Anh em thấy không? Này mà mình đi ra ngoài ấy, tốc độ khoảng 30-40 km/h gặp gió thì nó sẽ bay hết luôn. Bộ đôi sản phẩm cực kỳ hiệu quả trong việc mà anh em chăm sóc xe, đặc biệt là chăm sóc kính, và mình hoàn toàn có thể thuận tiện để sử dụng tại nhà. Anh em nào quan tâm về sản phẩm này thì để lại thông tin nhá.